Xin chào mọi người Cái video này mình sẽ nói về Bitcoin, Bitcoin và Bitcoin uh, Và mình sẽ làm rất là nhanh Ngay bây giờ mình vẫn còn đang ở nhà chúng uh, Khoảng 2-3 phút nữa mình mới chạy qua văn phòng, phòng được Ngay bây giờ là 12h53 phút chiều Ngày 26 tháng 12, 2023 Ok, nhảy với luôn Vừa rồi là Bitcoin có sập Ok, cái đầu tiên là vừa rồi là nó chống ở đây Ok, và mình nói là để ý ở đây Và để ý cho cái hình tam giác này có thể là nó vô lại trong đó thì vừa rồi bạn có thể thấy là nó vô và nó nó ngừng ngay ở dưới cái vành đen này. Ok rồi sau đó nó hồi lại rồi sau đó là nó phá vỡ đi xuống. Thì uh, phá vỡ đi xuống như vậy đó, thì riêng cái sự phá vỡ đi xuống như vậy đó, nó cái độ sâu của nó chưa đủ nha. Để cho mình chứng tỏ là nó xuống 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 luôn rồi á, có nghĩa rằng á uh, cái sóng B đã kết thúc ở đây, đúng không? Sóng B đã kết thúc ở đây. Uh, sóng B đã kết thúc ở đây và có nghĩa là sóng C là bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu ok và bắt đầu thì nó sẽ rơi vào cái vùng này đúng không 39 34 để chứng tỏ là nó xuống 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 sóng xe đang bắt đầu xảy ra đó cái đầu tiên là cái nó phải cắn ở đây cắn cái đáy của nó vừa rồi nghe cái đáy vừa rồi của nó là cái con giá của nó là 42.520 mấy nè Ok không chỉ vậy đây là cái chỉ là cái công nhận đầu tiên cái công nhận thứ hai là ở đây là cái đáy vừa rồi của nó bạn có thể tắt tất cả mọi thứ đây là một cái đáy đây là một cái đáy nó phải cắn cái đáy này và nó cắn cái đáy này luôn thì mình mới nói sóng xe đang được xảy ra còn không có có thể vẫn hồi lên lại có nghĩa là bạn có thể tắt đi tất cả mọi thứ bạn có thể thấy là gọi là nó cũng là nằm trong một cái khung thôi chưa có một cái sự gọi là hướng nào lên hoặc xuống ngay bây giờ ngay bây giờ nó vẫn nằm trong cái số khung ok đây là những cái sự nó rửa mọi người ra thôi cho nên những cái lệnh long những cái lệnh short thôi chứ vẫn nằm trong cái khung nghe chưa có chuyện gì cả. chuyện chuyển đổi uh, mạnh mẽ lắm để cho chứng tỏ là sóng C được diễn ra và nó rơi vào cái vùng là cái con giá 39 và 34, 39, 36, 34 đúng không? Thì cái đầu tiên là nó phải đánh vỡ cái đáy này. Ok, đây là cái giá của nó, 42 mấy, còn này mình đã nói. Và cái thứ hai nữa là cái đáy này. Ok, cái đáy này cái đáy này á với đây là cái vành vàng mình vẽ sẵn cho bạn luôn rồi nè. Ok, vành vàng, ok. Và cái con giá đây mình sẽ đổi nó thành màu tím cho nó trùng hợp với cái cái màu này. Ok. Nó phải đánh vỡ cái này. Phải đánh vỡ cái này nghe đây là cái đáy vừa rồi của nó đây à, đáy vừa rồi này tắt đi tắt tất cả mọi thứ bạn có thể thấy dễ hơn đây ok thì cái con giá là 41 800 41 800 mấy đó Ok cái bộ 800 mấy phải đánh vỡ hai cái này sóng C mới được diễn ra nghe ok bắt đầu bạn thấy nó nằm dưới chỗ này nè nằm dưới cái con giá này thì sống sống C mới bắt đầu start nè mới bắt đầu sẽ diễn ra và nó sẽ rơi mình vào cái vùng này đúng không còn ngay bây giờ thì vẫn là là chưa 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 có nghĩa ngay bây giờ vẫn có thể là nó hồi lại đi lên chứ không có gì hết nha. Vừa rồi là rõ ràng là bạn có thể thấy là nó nếu mà bạn xóa đi cái khúc này thì cũng giống như cái chỗ mà nó sập đổ vừa rồi đây, nó cũng giống như vừa rồi nó đang sập đổ thôi không có gì hết nha. Nếu bạn xóa luôn cái sụp đổ cái đường chỉ đỏ này đi xuống này thì bây giờ là có thể là đây là nó đập lại thôi, nó lặp nó lặp lại thôi nhưng nhưng nó vẫn có thể hồi lại vô cái vô cái hình tam giác và đi lên lại cũng có nha, cũng giống như cái cái gì nó đang xảy ra ngay bây giờ này có thể là nó nó đã xảy ra vừa rồi nè bạn thấy không nó sập xong cái nó hồi lại đi lên nó sập xong rồi có thể là nó hồi lại đi lên ngoài trừ nó cắn dưới con này cắn dưới cái vành đỏ này ok cắn dưới cái vành tím này thì mình mới nói sóng xe bắt đầu với rơi vào cái vùng giá này còn ngay bây giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra để ý có thể là nó hồi lại ngay bây giờ luôn á cẩn thận cẩn thận và cẩn thận ok chút nữa à, cho mình đâu khoảng có 15 phút nữa Uh, hồi nãy mình mới tập thể, vụ, uh, thể dục về xong cái um, chưa ăn uống gì hết mình coi là mình tranh thủ ăn uống khoảng gần 15 phút mình chạy qua bên uh, mình uh, mình nhảy vô phòng phật nha nhảy vô phật ok uh, vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này mình chủ yếu là đẩy nhanh thôi cho bạn để bạn biết ok uh, chưa có chưa có một cái cái chưa có chứng tỏ ok ngoài trừ cắn cái con đỏ cắn đỏ này cắn tím này thì mình mới biết là sóng c đang được diễn ra không thì vẫn không có thể là nó vẫn có thể cơ cơ hội hồi lại Ờ, để tiếp tục sóng B và tiếp tục sóng số 3 thôi Chúng ta dễ, sóng số 3 Ok, sóng số 3 um, Sống B và sóng số 3 Ok Vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này Xin chào mọi người